Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp theo là bài số 5, đó là bài chọn kiểu chữ và căn lề. Thì mục tiêu của bài học này là sẽ giúp cho các bạn biết cách chọn cái kiểu chữ, thay đổi kiểu chữ trong trang soạn thảo. Thứ hai là biết cách căn lề đoạn văn bản. Và thứ ba là trình bày được văn bản đơn giản ở trên cái phần mềm Microsoft Word 2019. Đầu tiên mình cũng sẽ vào cái phần hoạt động cơ bản trước. Bây giờ thì để nói về cái kiểu chữ và căn lề thì mình sẽ làm cho các bạn xem trước. Và trong quá trình mình làm thì các bạn nhìn vào đó các bạn sẽ hiểu được nó là như thế nào. Mình sẽ bỏ bớt những cái lý thuyết đi. Khi mà mình thực hành như vậy thì các bạn sẽ hiểu được lý thuyết thôi. Bây giờ cũng trong cái phần hoạt động cơ bản này thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đánh máy cái đoạn văn bản này cho các bạn xem. Đó, thì mình làm tới đâu thì mình sẽ giải thích cho các bạn tới đó. Bây giờ mình sẽ thu cái này xuống đi. Và mình sẽ mở cái phần mềm Microsoft Word lên. Ở đây mình chọn Blank Document để tạo một cái trang mới. Và mình sẽ chia ra làm hai. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh máy cho các bạn xem. Chỗ này thì mình sẽ enter xuống. Thì như các bạn thấy mình đã đánh xong cái phần ở bên đây. Bây giờ mình sẽ copy cái này, mình sẽ bôi đen hết cái cụm này và mình bấm phím Ctrl C ở trên bàn phím và mình bấm ở bên đây, mình bấm phím Ctrl V. Mình sẽ được ra một cái giống y hệt nhau. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nói về cái phần kiểu chữ trước. Ở đây các bạn sẽ có những cái kiểu chữ như thế này. Như các bạn thấy ở bên đây, kiểu chữ này là in đậm đó. Thì mình muốn in đậm cái chữ này thì mình bôi đen ở chỗ này đi. Và ở đây nếu như cái chỗ cái tab chữ home này nó không được chọn mà nó đang chọn ở cái tab là tab design này thì các bạn bấm vào cái tab home đây đó, thì các bạn sẽ thấy được cái giao diện này đó. Các bạn nhớ chỗ này nha, nếu mình đang ở những cái tab bất kỳ nào đó thì mình sẽ quay về cái tab home này. Mình vẫn đang ở chế độ là bôi đen ở đây, bao đen cái câu là trình bày văn bản này nè. Và để cho nó in đậm lên thì mình sẽ chọn cái kiểu chữ là in đậm. Như vậy là các bạn đã chọn được cái kiểu chữ đầu tiên, đó là in đậm. Ngoài ra ở bên đây nó còn có cái kiểu chữ là phông chữ, chỗ này nó cũng in đậm luôn. Thì mình dùng chuột mình chọn cái chữ phông chữ này thôi và mình bấm vào cái chữ B ở đây. Thì các bạn thấy sau khi bấm vào cái chữ B đó thì cái chữ mình nó sẽ in đậm lên. Đó là cái kiểu chữ đầu tiên mà các bạn được biết, đó là in đậm. Và tiếp theo các bạn sẽ thấy cái chỗ này, cái chữ kiểu chữ này nè, nó in nghiêng. Thì mình sẽ chọn cái chữ kiểu chữ đây, nó in nghiêng thì các bạn chọn cái kế bên. Đây là italic, có nghĩa là in nghiêng. Còn cái chữ B hồi nãy nó tiếng Anh nó ghi dưới đây ghi là bold, là in đậm. Và tiếp theo các bạn thấy đây, cái chữ cỡ chữ này nó gạch chân ở dưới đây. Thì các bạn bôi đen cái chữ cỡ chữ này và các bạn bấm vào chữ U, viết tắt của chữ là underline. Đó, thì các bạn sẽ được gạch chân. Thì như vậy là các bạn đã biết được ba cái kiểu chữ. Thứ nhất là in đậm là bold, thứ hai in nghiêng là italic, và thứ ba là gạch chân là underline. Và tiếp theo các bạn thấy ở đây, cái chữ trình bày văn bản này nó nằm ở chính giữa. Thì cái vị trí chính giữa này nó gọi là căn lề. Thì các bạn có thể bôi đen cái chỗ này, bôi đen cái chữ trình bày văn bản này
Đó, và các bạn thấy ở đây, đây là cái khu vực canh lề, thì sẽ có bốn cái cách để các bạn canh lề. Đó, nhất là canh lề trái, canh lề giữa, canh lề phải và canh đều. Trong trường hợp này, cái chữ trình bày văn bản các bạn canh lề giữa thì các bạn sẽ chọn cái canh lề giữa đây. Và để cho dễ nhớ thì các bạn thấy nó sẽ có cái hình tượng trưng cho cái việc trái, như các bạn thấy bên đây là trái nè, đây là phải nè, cái hình nó sẽ minh họa cho cái việc chọn thì các bạn sẽ dễ nhớ hơn. Ở đây mình canh giữa, mình sẽ chọn cái biểu tượng của canh giữa là ở đây. Đó, thì các bạn sẽ được ngay vị trí chính giữa giống như ở trong hình này. Và các bạn để ý tiếp theo ở cái phần bên dưới này, nguyên cái cụm này nó sẽ được canh qua bên tay phải, còn bên đây các bạn thấy rõ ràng nó canh bên tay trái không? Thì bên đây mình sẽ cho nguyên cái cụm này nó canh qua bên tay phải. Đó, các bạn thấy nó nghiêng về bên phải hết. Thì bên đây mình sẽ chọn hết cái đoạn này, chỗ này. Và mình bấm vào cái nút của canh phải đây, thì các bạn thấy đó đây, nó sẽ nhảy qua bên tay phải. Đó, nó đã giống như trong cái sách rồi. Thì đó là cái cách mà các bạn có thể canh lề. Canh lề thì nó cũng có bốn cái cách cơ bản, đó là canh trái, canh giữa, canh phải và canh đều. Một chút nữa mình sẽ tiếp cái phần canh đều. Đó, thì mình làm như tới đâu mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tới đó, thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Là nói về cái lý thuyết suông thì nhiều khi các bạn khó hình dung. Tiếp theo là mình sẽ đánh máy cho và trình bày cho các bạn xem cái bài này. Đó là bài Vịnh Hạ Long. Thì bây giờ mình sẽ xóa cái này đi, mình bấm Ctrl A và mình bấm Delete ở trên bàn phím là để xóa. Bây giờ mình cho cái chữ này là 25 đi cho dễ nhìn. Và mình sẽ tiến hành nhập bài Vịnh Hạ Long vào. Như các bạn thấy đây nó có bị lỗi thì mình sẽ đóng này lại đi, mình không save luôn. Rồi mình mở lại cái mới, mình làm lại. Mình bấm vào Blank Document này. Đây mình cho 25. Rồi, bắt đầu mình nhập lại. Đây mình bấm Caps Lock để mình bấm chữ Vịnh Hạ Long, toàn là tiếng Hoa. Đó. Sau khi không còn chữ Hoa nữa thì bấm chữ Caps Lock một cái để cho nó trở về tiếng kiểu gõ chữ tiếng Việt bình thường, không có in hoa. Rồi, như vậy là mình đã đánh xong cái phần nội dung. Bây giờ mình sẽ mới tiến hành mình định dạng đây. Thì hồi nãy là mình cho cái kích cỡ chữ là 25. Thì bây giờ mình sẽ bấm Ctrl A, mình cho cái kích cỡ chữ là 14. Sở dĩ mình thường hay cho cái kích cỡ chữ 14 đó là vì đây là cái kích cỡ chữ tiêu chuẩn mà khi các bạn nhập soạn thảo văn bản, thì cái kích cỡ 14 là các bạn nhớ là kích cỡ chuẩn nhất, không to cũng không nhỏ. Đó, nó là cái kích cỡ chuẩn nhất. Rồi bây giờ chỗ này mình sẽ enter cách một hàng. Ở chỗ này mình sẽ enter cách ra một hàng. Ở đây mình cũng enter cách một hàng. Ở đây mình cũng enter cách một hàng. Đúng ra cái chỗ này nó không có cách một hàng đâu, nhưng mà tạm thời mình chưa có học tới thì các bạn
cứ cách một hàng vậy đi cho các bạn dễ nhớ. Khi nào tới cái bài đó cụ thể mình sẽ nói tiếp. Hoặc là bây giờ mình sẽ nói cho các bạn đi về luôn đi. Các bạn nhớ được thì rất là tốt, không nhớ thì cũng không sao, tại vì mình chưa học tới bài này. Ví dụ như nó như thế này mà mình không có từ khách hàng mà mình muốn cho nó có một cái khoảng cách hưa ra như vậy thì mình có thể chọn ở đây mình nói thêm thôi, chứ các bạn trong cái bài này các bạn chưa học tới thì mình sẽ bôi đen cái nguyên cái văn bản mà mình cần chọn cho nó tự động nó thưa ra khi mà xuống mỗi cái đoạn mới. Thì mình sẽ bấm vào chữ bar graph đây, thì các bạn sẽ chọn ở đây là bấm vào ở đây số 6, và ở đây các bạn cũng xóa số 0 đi và các bạn bấm vào số 6, bấm ok. Thì các bạn thấy khi đó những giữa những cái đoạn nó sẽ tự động có một cái khoảng cách ra một chút xíu. Ở đây mình cũng sẽ chọn hai này luôn đi. Ở đây mình bấm vào cái mũi tên vô đây, mình bấm vào số 6 đây. Ở đây mình cũng bấm vào số 6, mình bấm chữ ok. Thì khi nào mà nó hết một cái đoạn là tự động nó sẽ có một cái khoảng nó hư hư ra để cho mình dễ nhìn hơn. Đó. Giống như các bạn nhìn lại trong cái hình nè, đó nó sẽ tự động nó thưa thưa ra chứ nó không có khích trịch như là một cái đoạn đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành chỉnh tiếp in đậm và canh giữa cái chữ Hà Long này, thì mình sẽ quay qua đây, mình bôi đen ở đây. À không, bây giờ mình nhìn kỹ lại cái văn bản này, nó sẽ không phải là cái phông chữ Thai New Roman ở đây mà nó là phông chữ Arial. Thì mình bấm qua đây, mình bấm Ctrl A rồi mình bấm mũi tên đây, mình chọn cái phông chữ là Arial đó cho nó giống bên đây. Tiếp theo là mình sẽ cho cái chữ Vịnh Hạ Long này in đậm và canh giữa, thì mình sẽ bôi đen ở đây và mình bấm vào chữ B để in đậm, rồi mình bấm vào cái chỗ này để canh giữa đó. Tiếp theo là các bạn thấy chỗ này Vịnh Hạ Long nó in đậm thôi, thì mình sẽ chọn cái chữ Vịnh Hạ Long ở đây và các bạn bấm vào chữ B ở đây đó. Các bạn thấy nguyên cái đoạn này nó đều nhau hết đó, các bạn thấy nó đều nhau chứ nó không có bị lởm như mà mình ở đây. Thì các bạn chọn nguyên cái đoạn này đó, nguyên cái văn bản mà mình đánh các bạn chọn canh đều đó, như các bạn sẽ thấy bố cục nó sẽ được đều nhau, bởi vậy nó mới gọi là canh đều. Và tiếp theo các bạn thấy cái câu thứ hai này, từ cái chữ Hạ Long tới cái chữ Trinh Nữ này nó sẽ định dạng là in nghiêng, thì mình sẽ chọn, mình chọn từ cái chữ đây tới cái chữ Trinh Nữ bay hết ba dấu chấm này, mình chọn cái chữ italic đây thì nó sẽ in nghiêng cho mình. Và tiếp theo là cái chữ Hoàng Hôn Buông Xuống này, nó có gạch chân, thì các bạn sẽ chọn cái chữ Hoàng Hôn Buông Xuống đó, chọn vừa đủ thôi. Đó, nếu các bạn mà chọn dư ra như thế này đó là nó sẽ gạch luôn cả mấy chữ kia. Nếu các bạn làm sai các bạn bấm vào undo đây để chọn lại. Đó, mình sẽ bôi đen cái Hoàng Hôn Buông Xuống này, mình bấm vào chữ U đây là nó sẽ gạch chân cái chữ này cho mình. Và tiếp theo là cái chữ Di Sản Thiên Nhiên Thế Giới, nó cũng gạch chân luôn, thì mình sẽ chọn là Di Sản Thiên Nhiên Thế Giới và mình chọn chữ U là nó sẽ gạch chân. Và cái chữ Nguồn Internet này nó canh phải thì mình sẽ bôi đen cái chữ Nguồn Internet này đó vừa đủ thôi, và mình bấm canh phải thì nó sẽ tự động nó nhảy qua. Thì như vậy là các bạn đã đánh xong cái phần cái bài Vịnh Hạ Long. Bây giờ mình sẽ lưu lại, mình bấm vào biểu tượng ổ đĩa này, mình chọn cái nơi mình lưu, mình đặt tên Vịnh Hạ Long và mình bấm vào chữ save. Thì tới đây là các bạn đã hoàn thành xong cái bài số 5, đó là bài chọn kiểu chữ và căn lề. Nếu như các bạn có điều gì không hiểu thì các bạn hãy để lại trong cái phần bình luận ở bên dưới cái video này, mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Hy vọng rằng video nó sẽ giúp ích được cho các bạn.